Hello, Trần Lâm TV8 xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Vâng, hôm nay Trần Lâm TV8 buổi sáng sang cửa hàng sang cuộc đây là Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội nhé. Thì lúc về Trần Lâm TV8 sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy nhé, hướng từ Gia Lâm sang Hà Nội nhé. Còn buổi sáng nay là ngày 21 nhé. Thì Trần Lâm TV8 đã quay và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đó là cầu Vĩnh Tuy, để đi qua cầu Vĩnh Tuy buổi sáng nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn xem cùng theo chân Trần Lâm TV8 nhé. Đấy, hôm nay là em đã quay cho các bác xem là buổi sáng sớm tại trên cầu Vĩnh Tuy, giờ cao điểm sẽ như thế nào nhá. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân em. Let's go. Đây là đường Cổ Linh quá nhá. Hôm nay là ngày thứ năm các bạn, thứ năm ngày 21/3/2024. Đây là đường Cổ Linh nhá. Bây giờ thì em sẽ về qua cầu Vĩnh Tuy. Đấy, hôm nay em quay buổi sáng sớm cho các bạn xem. Đây, buổi sáng sớm ở cầu Vĩnh Tuy thì tập này đang là giờ cao điểm nhé, rất là đông người. Trước mặt tất cả quý vị và các bạn đó chính là cầu Vĩnh Tuy. Đây, hướng này là từ bên Gia Lâm sang Long sang Hà Nội nhá. Để quý vị và xem nhớ cho em một like và một đăng ký kênh nhé. Nói đây là cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại thì cầu này đã hai làn đường, nên là trên cầu thì không sợ tắc, nhưng mà sang đầu cầu thì bác nhé. Đây là đường đi Xuân Quang này. Đây là trên cầu Vĩnh Tuy nhé. Một bãi giữa đây này là vẫn đang đang đất vẫn đang rất là rộng. Đây, tập này là gần 7 giờ sáng thôi nhé. Quay và chia sẻ các bạn xem buổi sáng sớm nhất trên cầu Vĩnh Tuy. Khu vực này là bãi giữa sông Hồng. Đường hướng này là hướng sang Hà Nội các bác nhé.
làm và làm rất là đông các bác nhá. Còn đây là sông Hồng đấy. Đấy, về đây là em quay toàn cảnh cái cầu với nhà Bình Duy vào buổi sáng sớm nhá. Thì dài tầm 4 cây số. Đấy, bên kia là bây giờ tôi cảm thấy là tham đi tư các bạn. Còn đây là sông Hồng đây. Đấy, sang đầu cái này là bắt đầu tắt quay nhé. Nội sang phố Vĩnh Thành các bạn. Giờ đây bắt đầu tắt rồi. Đấy, em quay và chia sẻ các bạn xem nhé. Hôm nay là ngày 21 thứ 3 nhé, à thứ 5 ngày 21 tháng 3 nhé, năm 2014 nhé. Hôm nay là 7 giờ sáng các bạn. Và bây giờ sang đây bắt đầu là tắt rồi. Xong tới đầu cầu đây là bắt đầu tắt thôi nhá. Thực hiện máy bay đã bay các bạn nhé. Đấy, rất gần nhé. Tầm này là giờ cao điểm. Sang tới đây là bên thành phố Hà Nội các bác nhé. Từ Gia Lâm sang Hà Nội. Bên này đang tắt. Là giờ cao điểm đấy.
nè với đầu cầu Duy bác nhá. Đây là đường Nguyễn Khoái. Tắt nhắm vào quán này thôi. Đây là giờ cao điểm nhé. Vâng, tới đây thì em đã dừng video các bạn. Đây, tới đèn xanh đỏ này là hết rồi nhé. Và tới chỗ để không tắt đường nữa rồi. Vâng, và bây giờ thì vừa xong em quay cho các bác xem là toàn cảnh từ đường cầu Vĩnh Tuy nhé, qua cầu Vĩnh Tuy vào buổi sáng sớm nhất từ hướng từ Gia Lâm ra rồi nhé. Và bây giờ thì em xin phép kết thúc video đấy nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video kế tiếp nhé. Quý vị xem video của Trần Lâm Tám nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho Trần Lâm Tám nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nhá. Xin chào.